Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Đưa Đa. Trong video chia sẻ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nền tảng Get.io. Chúng ta có một cái sự kiện kỷ niệm 15 thành lập của Get.io với iLoop lì xì trị giá lên tới là 50.000 đô. Thế tham gia vào sự kiện iLoop hôm nay thì các bạn sẽ đăng ký tài khoản Get.io nếu anh em chưa tài khoản ta đăng ký nhé. Sau khi ta đăng ký xong thì các bạn tải app về. Và các bạn tải app về thì chúng ta sẽ mở app ra. Ở đây có cái banner, anh em chú ý là có một cái banner đúng không ạ? Đây anh em nhìn nhé. Đây này, kéo sang bên này này. Đây có cái banner là Let's Backer Arop, chúng ta ấn vào đây. Thì trong cái banner này ấy, thì khi chúng ta ấn vào sẽ tự động ta đăng nhập. Và các bạn sẽ được mở một cái bao lì xì. Đấy, với một cơ hội miễn phí để mở bao lì xì. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng mở bao lì xì nhé. Đó, thì anh em thấy là chúng ta sẽ được mở trong cái giao diện này. Các bạn đón càng nhiều cái bao lì xì càng tốt nhé. Sao không được nhỉ? Ấn không được nhỉ? À, có thể là do... Ok. Các bạn cứ bình tĩnh, chúng ta ấn nhé. Đó. Mình thì được có vài bao thôi, mà được có 9 bao thôi. Do lần đầu, không kinh nghiệm anh em ạ. Thì cái bao lì xì này 100% anh em sẽ nhận được giải thưởng nhé. Đấy, thì như các bạn thì thấy là mình nhận được ở đây là nhận được pháo hoa này và nhận được baby dog. Đấy, anh em có thể nhận thêm cơ hội bằng cách là các bạn khi chúng ta hoàn thành đăng ký và KC thì sẽ nhận được một cơ hội giao dịch spot từ 50 đô, thì anh em sẽ nhận thêm được 3 cơ hội cơ. Đấy. Rồi ở đây thì các cái nhiệm vụ khác như là nhiệm vụ tiền thưởng giao dịch, hoàn thành startup chúng ta tham gia tối thiểu một dự án startup thì nhận được 3 cơ hội đó, giao dịch fiat, bot chiến lược, learn to earn, need và earn đúng không ạ? Đấy. Đinh này, lấy nít đinh anh em ạ, lít đinh đấy, staking thì sẽ được. Rồi đây có cái nút chia sẻ sự kiện, khi chúng ta ấn vào nút chia sẻ với bạn bè ở đây thì các bạn sẽ nhận được một lượt. Đấy. Mình xem nó có nhận được luôn không. Rồi, ok. Đấy, thì mình có một lượt nữa, bây giờ mình mở lại cho anh em xem là này kinh nghiệm hơn này. Là lại kinh nghiệm hơn nhé, đón cứ từ từ mà ấn, giữ nguyên ở các cái bao lì xì, cứ từ từ mà người ta ấn nhé. Đấy, có thể là nó hơi đơ một tí đấy anh em ạ, nó chỉ được có 3 bao thôi. Đấy, hôm nãy 9 bao rồi 3 bao, thực ra thì nó cũng hơi bị đơ một tí. Đấy. Ok, đấy nhá, thì anh em chúng ta nhớ chúng ta tham gia sự event này dễ đúng không ạ, event nó là dễ luôn. Thì các anh em sẽ nhận được đúng cái phần thưởng mà anh em đã tham gia nha, anh em cứ yên tâm là người ta sẽ nhận được đúng cái phần thưởng mà chúng ta đã tham gia. Đấy. Ở đây thì chúng ta có thể ấn vào phần lì xì, trong đây thì nó sẽ có cái lịch sử những cái bao lì xì chúng ta nhá. Đó, thì các bạn ở đây thì các bạn thấy là mình nhận được baby dog với số lượng ở đây nhá. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về chương trình iLoop kỷ niệm 15 sinh nhật của Get.io. iLoop lì xì chị có pool tài thưởng lên tới là 50.000 đô. Hy vọng thông qua chương trình iLoop này thì anh em sẽ có thể nhận những cái phần thưởng đến giá trị đến từ Get.io. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn giờ tiếp theo.